của anh là tiền đạo Phil White. Rất nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Đó là cú sút hiểm. Không được, vẫn còn. Như vậy là bàn thắng đã tới với cầu thủ U23 Indonesia. Sau những nỗ lực đi có được 9 điểm, Indonesia đều đã ghi bàn đầu tiên, lại ghi mất toàn lực để thi đấu với U23 Việt Nam. Có được một kết quả không ạ? Vừa có một cơ hội khác của U23 rút một hậu vệ và thay bằng một tiền đạo. Và chúng ta đã thấy những cơ hội vẫn cứ đến này trong trận đấu ngoài hôm nay. Đó ngộ cầu thủ U23 của Indonesia, và đây là cơ hội dành cho cầu thủ áo trắng của Win Anh Tun. Thắng Mang Linh quyết định dứt điểm ở góc hẹp nhưng không thể chiến thắng được. Dứt điểm, Marcelino đã có bàn thắng thứ ba. Có lẽ này là một tình huống bóng chạm chân một cầu thủ của Myanmar đổi hướng. Anh Tun dứt điểm. Bây giờ thì tới lượt may mắn tới với cầu thủ Myanmar. Cú sút của